Thời gian ai rồi cũng lớn và trưởng thành, đây là quy luật hết sức bình thường của cuộc sống. Tuy nhiên, đến một thời điểm nhất định bạn sẽ nhận ra mình không đơn giản là trưởng thành nữa mà hình như còn già đi rồi cơ. Các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết nhé chỉ đơn giản so sánh chính bản thân mình của năm 20 tuổi và năm 30 tuổi là đã có cả đống điều khác nhau rồi. Vậy nên nếu bạn thấy mình trong những tình huống dưới đây thì nhớ nhé, đừng giật mình khi được xếp vào hàng bô lão, bạn đúng là bô lão rồi đấy. Tranh, Rai